Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập cái phần cuối cùng của chương 2. Tuần trước thì chúng ta ôn được hai vấn đề. Đó là tọa độ của một vector đối với một cơ sở trong không gian vector. Và trong cái tọa độ thì chúng ta có nói luôn cái phần phép biến đổi tọa độ, tức là ôn về cái ma trận chuyển từ cái cơ sở này sang cơ sở khác. Rồi chúng ta ôn với nhau cái mối liên hệ giữa tọa độ của một vector x đối với cái cơ sở thứ nhất với cơ sở thứ hai. Và chúng ta ôn cái phần thứ hai là không gian con. Thì đối với phần không gian con thì tuần trước chúng ta mới làm được có một bài thôi. Sau khi chúng ta nhắc lại với nhau không gian con của một không gian vector được định nghĩa như thế nào, hay làm thế nào để chứng minh một không gian, một cái tập hợp con khác rỗng của một không gian vector V, đó là không gian con. Và chúng ta làm một cái ví dụ để ôn tập. Thế hôm nay tôi muốn tiếp tục ôn làm thêm một số bài về không gian con trước khi chuyển qua một số cái phần ôn tập khác. Xin mời các em bắt đầu theo dõi. Tuần trước chúng ta đã làm xong câu 23, hôm nay chúng ta tiếp tục câu số 24. Vẫn là nội dung không gian con. Trong R3, không gian con V kép là tập hợp tất cả các vector x gồm có 3 thành phần x1, x2, x3 mà tổng của nó bằng 0. Tổng 3 thành phần bằng 0. Câu hỏi là số chiều của không gian con này nó bằng bao nhiêu? 0, 1, 2, 3. Thế bây giờ muốn biết số chiều của cái không gian này thì chúng ta thấy cái không gian con V kép này nó có gì đặc biệt không? Có phải là cái không gian con V kép này nó là tập hợp tất cả các cái nghiệm của một cái phương trình, mà một cái vế bằng không? Một cái phương trình này mình có thể xem coi như nó là một cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất gồm có một phương trình đi. Cũng được em ha, một phương trình thì mình xem coi là hệ phương trình gồm có một phương trình. Thế chúng ta nhớ lại trong cái phần không gian vector, chúng ta có một cái định lý như thế này. Nếu như mà V kép là tập hợp các nghiệm của một cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất N ẩn, thì chúng ta có những kết luận gì? Thứ nhất là chúng ta kết luận được rằng là cái V kép này nó là không gian con của cái không gian vector RN. Chúng ta có kết luận thứ hai là số chiều của V kép bằng N, N tức là số chiều của không gian V, ở đây là RN đó, trừ đi hạng của cái ma trận A, với A là ma trận các cái hệ số. Và chúng ta có kết luận thứ ba là hệ nghiệm cơ bản của cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất này nó là cơ sở của không gian V kép. Đó, đây là một cái kết quả mà chúng ta đã gặp được trong cái phần học không gian vector, không gian con của những tuần trước. Thế bây giờ chúng ta dùng cái kết luận này để chúng ta đi tìm số chiều của V kép. Thì bây giờ muốn tìm số chiều của V kép em làm cái gì nè? Em lấy N trừ RA. Với N ở đây là bao nhiêu? Thì cái không gian RN ở đây là không gian R3. Không gian R3. Tức là N là 3 đó. Sau đó em mới viết cái ma trận các hệ số ra. Rồi em coi cái hạng của ma trận này là bao nhiêu. Em lấy 3 em trừ cái đó. Thì em biết được cái số chiều của cái không gian con V kép này. Đó. Đây. Số chiều của V kép là N trừ đi RA. Thế A ở đây là gì nè? A là ma trận các hệ số. Hệ số của X1 là 1, hệ số X2 là 1, hệ số X3 là 1. Ta có A là một cái ma trận, một dòng ba cột. Các phần tử là 1, 1, 1. Mà nếu A như thế này nè, thì hạng của A là 1. Có phải vậy không? Bởi vì A nó có một dòng, mà cái dòng này là dòng khác không? Cho nên hạng của nó là 1. Đó. Thế RA là 1 rồi. N ở đây là bao nhiêu? Thì N ở đây là 3. N là số chiều của cái không gian RN. Họ cho RN đây là R3. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là số chiều của V kép chính là 3 trừ đi 1, tức là 2. Vậy chúng ta chọn phương án C. Câu này
làm rất là nhanh nếu chúng ta nhớ lại một cái kiến thức về không gian con là tập hợp các cái nghiệm của một cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Câu số 25. Trong P2X cho hai cái không gian U và V kép. Hai không gian này là hai không gian con của P2X mà sinh bởi các cái vector như sau. U là không gian sinh bởi vector là 5x bình cộng 4x cộng m. Còn V kép là không gian sinh bởi hai vector, vector x bình cộng 2x cộng 3 và vector 2x bình cộng x trừ 1. Các em lưu ý ở đây tôi đọc này là vector là bởi vì mình đang nói đến không gian vector P2X thì mỗi cái đa thức bậc không quá là 2. Các cái phần tử trong cái P2X này nó là một vector, cái này coi như là một vector. U là không gian sinh bởi một vector, còn V kép là không gian sinh bởi hai vector. Họ cho mình hai không gian như vậy đó. Họ hỏi rằng là U là không gian con của không gian V kép khi nào? Khi m bằng 0 hay khi m bằng 1 hay khi m bằng 2 hay là khi m bằng trừ 1? Phương án nào trong bốn phương án này? Như vậy thì trong câu 25 này nè, thì chúng ta có đề cập đến một cái khái niệm nữa, nhắc đến một khái niệm nữa, đó là không gian sinh bởi một vector hoặc là một cái hệ vector. Thì chúng ta cùng nhau nhắc lại một tí về lý thuyết về cái không gian sinh bởi một tập hợp. Cái điều thứ nhất cần nhắc lại đó là trong không gian vector V, chúng ta ký hiệu M để trong cái dấu móc như thế này nè, móc nhọn như thế này. Đây. Thì cái ký hiệu này nó là gì? Người ta ký hiệu cái này nó là tập hợp tất cả các cái vector Y trong không gian vector V. Mà Y nó là tổ hợp tuyến tính của các cái vector X1, X2 cho đến Xn. Đó. Thì nếu như mình ký hiệu như thế này, tức là lúc đầu là cái M này nó là đang là tập hợp thôi. Đang là tập hợp. Nó tập hợp chứa những cái vector Y trong không gian V mà Y là tổ hợp tuyến tính của các vector XY. Thì khi đó mình rút ra được những cái điều sau đây. Thứ nhất, cái tập hợp này nó là một không gian con của không gian vector V mà chứa M. M tức là cái hệ gồm có N vector X1, X2 cho đến Xn. Cái thứ hai là cơ sở của cái không gian vector này nè. Không gian vector mà sinh bởi cái tập hợp M này nè. Nó là hệ độc lập tuyến tính cực đại của cái hệ M này. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba là số chiều của không gian này nó chính là hạn của M. Cuối cùng là nếu như mà mình có cái không gian con mà sinh bởi M này nè, cái số chiều của nó bằng số chiều của không gian V, số chiều không gian V, thì lúc đó chúng ta kết luận rằng là cái không gian M này nó trùng với V. Cái này là do một cái định lý tổng quát hơn, đó là khi mà một cái không gian con nó có số chiều bằng số chiều của không gian mà chứa nó thì hai cái không gian này nó bằng nhau. Đó là cái điều nhắc lại thứ nhất. Điều nhắc lại thứ hai là nếu M là không gian vector sinh bởi các cái vector x1, x2 cho đến xn, và n là không gian vector sinh bởi các vector y1, y2, yn. Thế khi đó mình có cái điều sau đây. Em muốn M, không gian M là không gian con của không gian n, thì chúng ta cần là các cái vector trong cái hệ M này, x1, x2, xn, nó là tổ hợp tuyến tính của các cái vector trong cái hệ n. Chúng ta vừa nhắc với nhau về hai cái điều trong cái không gian sinh bởi một tập hợp. Bây giờ chúng ta dùng cái vừa nhắc để chúng ta làm câu số 25. U là một không gian vector. V kép là một không gian vector. Chúng là không gian con của V2X. Bây giờ muốn chứng minh U là không gian con của V kép thì chứng minh cái gì? Thì hồi nãy chúng ta mới nhắc lại trong phần thứ hai. Muốn chứng minh U là không gian con của V kép, em chứng minh rằng
cái vector trong cái hệ này, ở đây là một vector, tức là 5x bình phương cộng 4x cộng m, nó phải là tổ hợp tuyến tính của hai cái vector mà sinh ra cái v kép này. Đó. Thế chúng ta biểu diễn cái vector 5x bình phương cộng 4x cộng m này thành ra cái tổ hợp tuyến tính của hai vector trong v kép. Thì cái phần tổ hợp tuyến tính chúng ta học rồi. Cái này là tổ hợp tuyến tính của hai vector này khi mà nó bằng t một lần vector thứ nhất cộng với t lần t hai lần vector thứ hai. Và đến đây chúng ta sẽ khai triển nó ra. Trước hết là mình đặt x bình phương làm nhân tử chung. Thế khai triển ra chỗ này mình nhân vô là có t một x bình, bên đây có 2t2x bình. Như vậy thì đặt x bình làm nhân tử chung thì chúng ta được là t một cộng 2t2. Tiếp tục cộng với bao nhiêu x nè? Thì nhân vào chúng ta được là 2t1x. Chỗ này nhân vào chúng ta được là t2x. Vậy đặt x làm nhân tử chung trong này là bao nhiêu? Có phải là 2t1 cộng t2 không? Cuối cùng là hằng số thì chỗ này là có 3t1 cộng trừ 2t2. Chúng ta cộng với 3t1 trừ 2t2. Và đến đây thì chúng ta chỉ đồng nhất các hệ số thôi. Như vậy chúng ta tương đương với nè, T1 cộng 2T2 nó phải bằng 5. Đó là hệ số của x bình phương. Chúng ta cho hệ số x này bằng hệ số x ở phía trên, tức là cho 2T1 cộng T2 bằng 4. Chúng ta được phương trình số 2. Và chúng ta cho 3T1 trừ T2 là cái hằng số phải bằng M. Đây, 3T1 trừ T2 bằng M. Đây là cái hệ gồm có 3 phương trình và có 3 ẩn là T1, T2, M mà bậc nhất, cho nên là giải rất dễ. Thế từ cái hệ hai phương trình ở phía trên, chúng ta bấm máy tính, chúng ta thấy được là T1 bằng 1, T2 bằng 2. Và chúng ta lấy hai kết quả này chúng ta thế vào phương trình số 3 để chúng ta tìm M. Thế T1 là 1, chỗ này là số 3. T2 là 2. Như vậy chỗ này mình được M bằng 1. Vậy thì chúng ta chọn B. Câu 25 này là để ôn lại một cái vừa nhắc ở phía trên, rằng là khi em muốn chứng minh một cái không gian con này nó là con của một cái không gian khác, thì chúng ta, mà hai không gian con này là hai không gian con sinh bởi các tập hợp, thì chúng ta chỉ cần chứng minh rằng các vector trong cái tập hợp của vector U á, nó là tổ hợp tuyến tính của các cái vector trong cái không gian con mà sinh bởi cái của V kép. Cụ thể ở đây là chúng ta chứng minh rằng là cái vector 5x bình phương cộng 4x cộng m này nó là tổ hợp tuyến tính của hai vector mà sinh ra V kép, thì coi như xong. Chúng ta qua câu 26. Trong R3 cho U là không gian con sinh bởi hai vector 100 với 010. V kép là không gian con sinh bởi hai vector 110 với 21m. Câu hỏi đặt ra là hai không gian con này nó bằng nhau khi nào? Thứ nhất là m bằng 0. Phương án B là m bằng 1. Phương án C là m bằng 2. Và phương án D là m bằng -1. Thế bây giờ muốn chứng minh hai không gian này bằng nhau, chúng ta chứng minh cái gì nè? Thì chúng ta chứng minh rằng là U là con của V kép và V kép là con của U thì chúng bằng nhau. Đó là một cách làm. Phải không nào? Cách thứ hai là chúng ta dùng cái mà hồi nãy mới nhắc đó. Tức là chúng ta chứng minh rằng là hai vector này, hai không gian vector này, cái số chiều nó bằng nhau. Nếu số chiều bằng nhau rồi mà nếu không gian vector này là không gian con của không gian vector kia thì hai không gian con này thực ra nó bằng nhau. Nếu đứa này là con đứa kia mà số chiều nó y như nhau thì nó bằng nhau. Đó. Vậy thì ở đây nè, các em có thấy là số chiều của U nó là 2 không? Là bởi vì là cái không gian con U này nè, nó sinh ra bởi hai vector này, thì hai vector này nè, cái tập hợp bởi hai vector này nó là hệ sinh ra cái không gian U. Mà hai vector này là hai vector độc lập tuyến tính, chúng ta dễ dàng kiểm tra thấy nó độc lập tuyến tính.
cho nên nó là cơ sở của U. Cho nên số chiều của U là 2. Số chiều của không gian vector chính là số vector trong một cơ sở mà. Rồi chúng ta cũng dễ dàng thấy rằng là số chiều của V kép cũng là 2 luôn. Hai vector này, bất chấp M là bao nhiêu, hai vector này nó không tỷ lệ với nhau. Cho nên là số chiều của nó là 2, bởi vì nó độc lập tuyến tính mà nó sinh ra V kép, thì nó là cơ sở của V kép. Mà cái cơ sở này nó có hai vector, vậy thì số chiều là 2. À, như vậy là mình đã có số chiều của U bằng số chiều của V kép. Vậy bây giờ mình chỉ cần là U là con V kép hoặc là V kép là con của U thì hai đứa này bằng nhau. À, thế bây giờ chứng minh cái nào thì dễ hơn? Thì ở đây mình thấy mình nên tính, mình tính V kép qua U thì nó dễ hơn là tính U qua V kép. À, như vậy thì chúng ta sẽ làm như thế này nè. U là V kép, U bằng V kép khi mà V kép là không gian con của U. Mà muốn V kép là không gian con của không gian U này thì chúng ta phải có các cái vector trong cái hệ sinh này nè. Nó là tổ hợp tuyến tính của các cái vector trong cái hệ mà sinh ra U này. Vừa rồi chúng ta mới làm đó. Thì vector thứ nhất của V kép là 110. Ta cần nó là gì? Là tổ hợp tuyến tính của hai vector mà sinh ra U. Thì 110 dễ dàng thấy nó bằng là một lần vector thứ nhất cộng một lần vector thứ hai. Có đúng không? Kiểm tra rất là dễ dàng. Nhân vào cái này là nhân cho 1 thì là y như cũ thôi. Thì em lấy 100 em cộng với 010, em cộng theo đúng các cái thành phần tương ứng thì 1 cộng 0 ra 1, đây thành phần thứ nhất. Rồi 0 này cộng với 1 này, thành phần thứ hai ra 1 đây nè. Rồi 0 này cộng với 0 không đây thì nó ra thành phần thứ ba là 0. À, như vậy là chúng ta đã có vector thứ nhất trong cái hệ này nè. Nó là tổ hợp tuyến tính của hai vector trong hệ mà sinh ra U. Thế chúng ta cần thêm nữa là vector thứ hai. Trong cái hệ thứ hai là 21m đó, nó cũng là tổ hợp tuyến tính của hai vector sinh ra U. Tổ hợp tuyến tính tức là ta cần nó bằng T một lần vector thứ nhất cộng với T hai lần vector thứ hai. Đó. Chúng ta khai triển ra, nhân T một vào. Trong không gian vector mà nhân một số với vector thì chúng ta nhân nó với tất cả các thành phần của vector thì chúng ta được T 100. Cộng với nhân T2 vào, T2 nhân 0 là 0, T2 nhân 1 là T2, T2 nhân 0 là 0. Đó. Rồi cộng lại, thì trong không gian RN mà cộng các vector thì cộng các thành phần tương ứng với nhau. Như vậy thành phần thứ nhất là T1 cộng 0 là T1. Thành phần thứ hai là 0 cộng T2 là T2. Thành phần thứ ba 0 cộng 0, đây là 0. Chúng ta làm gì nữa? Chúng ta so hai vector này với nhau. À, như vậy thì chúng ta cần phải có điều gì nè? Ta cần có T1 bằng 2. Chúng ta cần có T2 bằng 1. Đúng các em? T2 bằng 1. Ta cần có thành phần thứ ba nó bằng nhau, tức là M với 0 bằng nhau. M bằng 0. Điều này có nghĩa là muốn cho cái vector 21M này nó là tổ hợp tuyến tính của hai vector mà sinh ra U đó. À, thì ta cần T1 là 2, T2 là 1 và M là 0. M là 0. Vậy thì chúng ta chọn phương án A, M bằng 0. À, như vậy câu 26 này là một dịp nữa để chúng ta ôn lại về không gian sinh bởi một tập hợp. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 27. Trong R3, không gian con V kép là cái không gian mà sinh bởi là không gian mà chứa các cái nghiệm của cái phương trình tuyến tính này. Và U là tập hợp các cái nghiệm của cái phương trình tuyến tính thứ hai. Người ta hỏi rằng là số chiều của U giao V bằng bao nhiêu? A là 0, B là 1, C là 2 và D là 3. À, như vậy thì ở đây đó là nó có đụng đến giao của hai không gian con. À, như vậy chúng ta vừa ôn ở phía trên đó là gì nè? Ôn về không gian con là 1 nè. Ôn về không gian con nhưng mà không gian con nó là sinh bởi một tập hợp.
Thế bây giờ chúng ta ôn qua cái tổng của hai không gian con và giao của hai không gian con. Chúng ta cùng nhau nhắc lại cái này một tí. Tổng và giao các không gian con. Điều thứ nhất tôi muốn nhắc lại đó là nếu U và V kép là các không gian con của không gian V. Thế thì lấy U cộng V kép. U cộng V kép nó là tập hợp tất cả những cái vector mà nó biểu diễn được là nó bằng x cộng y, trong đó x là thuộc u và y thì thuộc v kép. Đó, u cộng v kép là tập hợp các cái vector có dạng như thế này, có dạng là tổng của hai vector, trong đó một vector là thuộc vector thứ nhất và một vector là thuộc vector thứ hai. Còn u giao v kép đó là tập hợp chứa những cái vector mà nằm đồng thời trong cả hai cái không gian con u và v kép. Tức là x này nó vừa thuộc u mà nó vừa thuộc v kép. Thế thì khi đó chúng ta có những kết luận sau đây. Hai cái tập hợp này nè, lúc đầu nó là tập hợp thôi, nhưng bây giờ mình chứng minh được rằng là hai cái tập hợp này nó là hai không gian con của không gian vector V. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, cái số chiều thì số chiều của không gian tổng nó bằng số chiều không gian thứ nhất cộng số chiều không gian thứ hai trừ đi số chiều của cái không gian giao. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai cần nhắc lại là nếu như mà U á, nó là không gian con sinh bởi một cái hệ vector đó. Đây là U, giả sử như là sinh bởi 3 vector x1, x2, x3. Và V kép giả sử như là sinh bởi các cái vector là y1, y2, y3, y4. Thế thì lúc đó đó U cộng V kép, U cộng V kép lúc này nó là một không gian con của không gian V rồi. Định lý hồi nãy trong phần số 1 có nói là nếu U là không gian con, V kép là không gian con, thì U cộng V kép là một không gian con. Thì không gian con U cộng V kép này nè, nó là tập hợp chứa tất cả những cái vector là tổng của hai cái vector, trong đó có một vector thuộc U và một vector thuộc V kép. Thì chúng ta chứng minh được rằng là cái không gian con này nó là không gian con sinh bởi cái hệ mà mình hợp hai cái hệ mà sinh bởi U và V kép lại, tức là U cộng V kép nó là cái hệ sinh của nó là x1, x2, x3, y1, y2, y3, y4. Đó. Đó là hai cái điều chúng ta cần nhớ trong cái không gian giao và không gian và tổng của hai không gian con. Thế chúng ta trở lại câu 27. Chúng ta cần tìm số chiều của cái không gian U giao V kép. Thế muốn tính số chiều của nó thì chúng ta làm sao? Thì chúng ta cần phải tìm ra một cái cơ sở của nó. Đúng không ạ? Số chiều của cơ sở thì chính là số vector trong cơ sở chính là số chiều của không gian đó. Tuy nhiên ở đây á, thì mình thấy rằng là cái U giao V kép á, nó là tập hợp tất cả những cái vector x, nó là nghiệm của hệ hai phương trình tuyến tính này. Bởi vì U giao V kép á, là nó chứa những cái vector x mà nó vừa thuộc U mà vừa thuộc V kép. Mà nó thuộc U thì nó thỏa cái phương trình thứ nhất. Mà nó thuộc, xin lỗi, nó thuộc V kép thì thỏa phương trình thứ nhất. Mà thuộc U thì thỏa phương trình thứ hai. Vậy thì thuộc U giao V kép tức là thỏa cả hai phương trình. Tức là thỏa hệ phương trình tuyến tính thuận nhất. Thế khi mà mình đụng đến cái hệ phương trình tuyến tính thuận nhất thì mình có một cách làm tìm số chiều nó nhanh hơn mà chúng ta có nhắc lại trong cái tuần vừa qua đó. Đó là cái số chiều của cái không gian U giao V kép là tập hợp nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuận nhất á. Các em nhớ nó bằng gì không? Nó sẽ bằng là N, tức là số chiều của không gian V ban đầu á, trừ đi RA. A là gì? A là ma trận các cái hệ số của cái hệ phương trình tuyến tính thuận nhất. Ở đây N là 3. Ta đi tìm thêm cái hạng của ma trận A, ta trừ nhau thì ta biết ngay số chiều của cái không gian này. Ở đây tôi viết ra cái ma trận A. Nó có hai dòng. Ta viết các cái hệ số của x1, hệ số của x2, hệ số x3 trong cái phương trình thứ nhất. Đây, nó trở thành dòng đầu tiên của ma trận A. Rồi ta viết hệ số
x1, x2, x3 vào cái dòng thứ hai. Như vậy ta có là 1, 2, trừ 1. Đây là 1, đây là 2, đây là trừ 1. Và ta đi tìm hạng của A. Thế muốn tìm hạng của A thì chúng ta đưa A này về ma trận bậc thang. Và khi đưa được về ma trận bậc thang rồi thì hạng của A chính là số dòng khác không của cái ma trận bậc thang đó. A lúc này chưa phải là ma trận bậc thang, bởi vì là hai phần tử khác không đầu tiên nó nằm trên cùng một cột. Như vậy thì muốn đưa bậc thang chúng ta làm sao nè? Chúng ta sẽ giữ nguyên dòng thứ nhất. Ta lấy dòng 2 trừ dòng 1 để cho cái số 1 này là số 0 này. Vậy khi lấy dòng 2 trừ dòng 1 thì 1 trừ 1 ta được cái số 0. Rồi ta lấy 2 ta trừ đi 1. Phần tử này là 1. Ta lấy trừ 1 trừ đi 1, chỗ này là trừ 2. Thế đến đây là cái ma trận này đã là bậc thang rồi. Vì sao? Bởi vì là mình có hai dòng khác không. Phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng dưới, tức là số 1 này nè, nó đã nằm lệch về bên tay phải so với phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng trên đó. Vậy đây là ma trận bậc thang. Mà ma trận bậc thang này nó có hai dòng khác không, vậy thì ma trận bậc thang này có hạng là 2. Mà nếu hạng nó là 2 thì hạng của A cũng là 2, bởi vì phép biến đổi sơ cấp trên dòng không làm thay đổi hạng của ma trận. Vậy thì ta có hạng của A là 2, ta có N là 3. Như vậy chỗ này sẽ là 3 trừ 2. Vậy số chiều của không gian giao này là 1. Ta chọn B. Câu 27 vừa rồi chúng ta cùng nhau nhắc lại cái không gian giao. Câu 28. Họ cũng cho mình hai không gian con của không gian R3, đó là không gian V kép và không gian U. Cũng y như hồi nãy, không gian V kép là tập hợp nghiệm của cái phương trình tuyến tính thuần nhất, không gian U cũng là tập hợp các nghiệm của một cái phương trình tuyến tính thuần nhất khác. Bây giờ hỏi cơ sở của cái không gian con U giao về phương án nào trong bốn phương án sau đây. Thế so với câu 27 thì câu 28 này người ta hỏi mình nhiều hơn một tí. Câu 27 là chỉ hỏi về số chiều của không gian U giao V thôi. Còn câu 28 là hỏi thêm nữa là ví dụ số chiều là 2. Tức là trong cái cơ sở nó sẽ có hai vector, nhưng họ muốn biết là cái cơ sở đó gồm có những vector nào. Đương nhiên là chúng ta biết rằng là một không gian thì nếu nó có cơ sở thì sẽ có nhiều cơ sở. Nhưng mà mình sẽ chọn cơ sở nào trong bốn cái này, ai là đứa nào là cái cơ sở của không gian U giao với lại V kép. Nên chúng ta nhớ lại là đối với lại một cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất á, thì nghiệm tập hợp nghiệm của nó lập thành ra một cái không gian con của cái không gian RN. Cái thứ hai là cái cơ sở của không gian con đó chính là cái hệ nghiệm cơ bản của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất mà chúng ta đang xét. Các em nhớ nha, cơ sở chính là hệ nghiệm cơ bản của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất mà chúng ta đang xét. Vậy thì ở đây nè, một cơ sở của U giao V chính là hệ nghiệm cơ bản của hệ hai phương trình trên. Vậy thì chúng ta muốn tìm cơ sở thì chúng ta phải đi tìm cái hệ nghiệm cơ bản này. Chúng ta sẽ giải cái hệ phương trình này ra, hệ gồm có hai phương trình này, để tìm hệ nghiệm cơ bản. Và muốn giải hệ phương trình tuyến tính thì chúng ta có hai cách làm. Cách thứ nhất là chúng ta dùng phương pháp Gauss. Cách thứ hai là chúng ta dùng Raman. Thì ở đây chúng ta bắt buộc phải dùng phương pháp Gauss, bởi vì phương pháp Raman chỉ dùng được khi mà số phương trình bằng số ẩn. Ở đây mình chỉ có hai phương trình mà đến ba ẩn, buộc lòng chúng ta phải dùng phương pháp Gauss. Các em còn nhớ như vậy phải không nào? Và muốn dùng phương pháp Gauss để giải một cái hệ phương trình tuyến tính thì chúng ta viết ra cái ma trận hệ số mở rộng. Dòng thứ nhất của nó là 111, đó là hệ số của cái phương trình thứ nhất đó, hệ số các ẩn 111. Hệ số x1 là 1, hệ số x2 là 1, hệ số x3 là 1. Còn bên đây là số 0, tức là cái hằng số tự do bên đây.
Rồi dòng thứ hai thì mình sẽ biết hệ số của các ẩn x1, x2, x3 trong phương trình thứ hai. Tức là mình có 1, 2, trừ 1, 1, 2, trừ 1. Bên đây là số 0. Chúng ta sẽ dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng để đưa cái ma trận này về một ma trận bậc thang. Và chúng ta lấy dòng 2 trừ dòng 1, giữ nguyên dòng 1. Lấy dòng 2 trừ dòng 1 thì chúng ta sẽ được A21 là 0. A22 lấy 2 trừ 1 ra 1. A23 dòng 2 cột 3 lấy trừ 1 trừ đi 1. Chỗ này chúng ta được trừ 2. Và cuối cùng chúng ta lấy 0 trừ 0 thì nó ra số 0. Đây là ma trận bậc thang rồi các em. Và chúng ta sẽ dựa vào cái ma trận bậc thang này, chúng ta viết nên một cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất tương đương với cái hệ ban đầu, là cái hệ hai phương trình này nè, tương đương với hệ hai phương trình này, mà cái việc giải nó dễ dàng hơn. Các em xem nha. Đây là cái ma trận bậc thang mà hồi nãy mình biến đổi về được đấy. Thế căn cứ vào đây chúng ta sẽ viết nên một cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất nè. Một này là 1x1, cộng 1 này là cộng 1x2 nè, cộng 1x3 bằng 0. Đó là cái phương trình thứ nhất. Rồi cái dưới này nè, 0 này là 0x1 đó, 1 này là 1x2, trừ 2 là trừ 2x3 bằng 0. Có nghĩa là cái phương trình thứ hai là 1x2 trừ 2x3 bằng 0. Rồi ta có x2 trừ 2x3 bằng 0. Tập hợp các cái nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất này nè, nó chính là cái U giao V kép của mình đó. Thế chúng ta tiếp tục giải cái hệ này. Chúng ta bắt đầu từ cái phương trình dưới, chuyển vế thì em sẽ có x2 bằng 2x3. Ta thế x2 bằng 2x3 lên phương trình trên. X2 là 2x3 cộng x3 chỗ này, ta được 3x3. Và chuyển vế thì như vậy, có phải ta được x1 bằng trừ 3x3 không? À. Vậy thì U giao V nó là tập hợp tất cả các cái nghiệm của cái hệ này nè, tức là các cái vector x mà có dạng sau đây. Thế em có thấy rằng là x1, x2, x3 đó, thì x1 và x2 mình tính theo x3 không nè? À, như vậy cái chỗ này x3 nè, đây x3 mình để nguyên nè. Thế x2 thì được thay bằng 2x3 đó. Còn x1, đây x1 nè, thay bằng trừ 3x3. Chỗ này là trừ 3x3. Trong đó x3 này là tùy ý, nó thuộc R. À, như vậy là lúc ban đầu thì là U giao với V kép của mình á, nó là một cái hệ, nó tập hợp tất cả những cái nghiệm của một cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Và vừa rồi là mình đã giải ra được cái nghiệm tổng quát. Đó là nghiệm tổng quát đó các em. Nghiệm tổng quát của cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Thế từ cái nghiệm tổng quát này, mình suy ra cái nghiệm cơ bản của nó. Thì cái hệ nghiệm cơ bản chính là cơ sở của cái không gian U giao V kép. Và cái cơ sở này mình đếm có bao nhiêu vector thì số chiều của cái không gian U giao V kép này bằng chừng đó. Thế từ nghiệm tổng quát ta suy ra nghiệm cơ bản như thế nào? Thì ở đây á, em thấy vector x này nó phụ thuộc vào một biến là x3 thôi. Thì chúng ta cho x3 bằng 1. À. Thì chúng ta được như thế này. X3 là 1. Đây là cách tìm nghiệm cơ bản đó các em. Cho x3 là 1. Thì x3 là 1 thì chỗ này nó sẽ là số 2. Còn chỗ này thế vô ta được là trừ 3. Đây là nghiệm cơ bản. À, chỉ có một nghiệm cơ bản thôi. Nói thêm là ví dụ như là U giao V kép á, cái vector x của em á, cái nghiệm x của em nó phụ thuộc vào hai biến. Ví dụ như là ta có x1, x2, x3 mà trong đó x3 là một cái biến tự do. Rồi x2 cũng tự do luôn. Trong đó x1 thì tính theo x2, x3. À, thì lúc đó mình tìm nghiệm cơ bản mình phải làm sao? Thì lúc đó em phải làm gì nè? Em cho x2 bằng 1, x3 bằng 0. Em viết ra một cái nghiệm cơ bản. Rồi sau khi cho x2 bằng 1, x3 bằng 0, em lại cho x2 bằng 0, x3 bằng 1. Thì em tìm ra một nghiệm cơ bản nữa. Em hiểu nè. Còn ở đây đó là chỉ có một cái biến tự do thôi. Đó là cái x3 thôi. Cho nên mình chỉ cho x3 thôi là 1. Hiển nhiên là cho 1 là gọn nhất rồi. Cho một cái số khác thì nó cũng sẽ ra một cái nghiệm, nhưng mà không phải là nghiệm cơ bản.
Thế thì nghiệm cơ bản nó là y như thế này. Vậy thì tập hợp cái nghiệm cơ bản này chính là cơ sở của u giao v kép. Vậy thì tập hợp này là tập hợp gồm có một vector là vector y. Vậy thì cơ sở của u giao v kép gồm có một vector. Vậy thì ta nói rằng là u giao v kép có số chiều là một, và đây là cơ sở của nó. Chúng ta vừa tìm xong cái cơ sở của u giao v kép. So với câu trên thì cái câu này khó hơn. Câu trên là tìm số chiều thôi. Còn câu này là phải tính cho ra đến cái cơ sở, là rắc rối hơn. Nhưng mà nó cũng không quá khó, là bởi vì hai cái không gian u và v kép này là hai cái không gian con của R3, mà nó chứa những cái nghiệm của một cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Mà bởi vì hệ phương trình tuyến nhất thì nó có một cái kết luận mà chúng ta dựa vào đó chúng ta làm thì rất là mau. Như vậy thì với bốn phương án hồi nãy họ cho mình là A, B, C, D như thế này, thì chúng ta chọn phương án C, trừ 3, 2, 1 là một cái cơ sở của u giao v kép. Vậy là chúng ta đã hoàn tất xong cái câu này. Chúng ta qua câu số 29. Trong R3 cho không gian con u sinh bởi 2 vector là 211 với 302, không gian v kép thì cũng sinh bởi 2 vector là 120 với lại m1 trừ 1. Câu hỏi là u cộng v kép, đây là tổng của hai không gian con đây. Tổng hai không gian con này nó bằng R3 khi nào? Phương án A, m bằng 0. Phương án B là m bằng 1. Phương án C là m khác 0. Và phương án D là m khác trừ 1. Thế chúng ta thấy nè, u cộng v kép nó là một không gian con của R3. Phải chưa nè? Nó là không gian con của R3, mà bây giờ muốn nó bằng R3 thì chúng ta có một cái định lý mà chúng ta có chắc trong tuần trước, đó là gì? Đó là ta chứng minh rằng cái số chiều, nếu số chiều của u cộng v kép bằng số chiều của R3 thì hai đứa là bằng nhau. Mà em biết là số chiều của R3 là 3 rồi. Như vậy ở đây chúng ta cần là số chiều của u cộng v kép bằng 3 là coi như xong. Chúng ta nói rằng u cộng v kép bằng R3 khi số chiều của nó bằng 3. Rồi. Thế số chiều của nó thì bằng số vector trong một cơ sở của nó. Thế mình muốn tìm cơ sở của nó thì chúng ta xét một cái hệ sinh của nó. Một cái hệ sinh lọc ra một cái hệ độc lập tuyến tính cực đại thì thành cơ sở. Thì chúng ta cũng mới nhắc với nhau rằng là nếu như u sinh bởi hai vector này, v kép sinh bởi hai vector này, thì cái hệ gồm có bốn vector này là hệ sinh ra u cộng v kép. Thì chúng ta lọc ra trong bốn vector này một ba cái vector nào đó độc lập tuyến tính là xong. Cái ma trận này chưa phải là ma trận bậc thang, chúng ta mới đưa về bậc thang bằng cách là chúng ta lấy dòng 2 trừ 2 dòng 1. Chúng ta dễ thấy kết quả như thế này, thuần túy về tính toán. Và chúng ta lấy dòng 3 trừ 3 dòng 1 để chỗ này bằng 0 nè, thì chúng ta được chỗ này là số 0, chỗ này trừ 6, chỗ này là 2. Em biết là muốn cho số m này bằng 0 em làm sao không? Em lấy dòng thứ tư em trừ đi m lần dòng thứ nhất đó, thì em được các cái vị trí này như thế nào? 0, 1 trừ 2m và trừ 1. Đây, nó đây. Chưa phải bậc thang, chúng ta biến đổi một tí nữa. Chúng ta giữ hai dòng đầu, lấy dòng 3 trừ 2 lần dòng 2, mục đích là này bằng 0. Thì kết quả sẽ là 0, 0 và 0. Đó. Cái dòng dưới này chúng ta tạm thời để nguyên. Thế chúng ta muốn cái gì nè? Chúng ta muốn là cái số chiều của u cộng v kép là nó bằng 3. Có nghĩa là chúng ta muốn hạng ma trận này bằng 3 này. Mà em thấy hạng ma trận bằng 3 thì nó phải có 3 dòng khác không? Thế ở đây á là mình có 2 dòng khác không rồi. Mình biến đổi làm sao cho ra ma trận bậc thang mà cái dòng thứ 3 này khác không nữa là tốt. Đó là cách thứ nhất. Nhưng biến đổi này có tham số tính hơi khó. Cho nên ở đây chúng ta làm thế này, nè. Mình làm vậy cũng được nè. Mình lôi 3 cái dòng khác không ra. Mình lập thành một cái định thức. Nếu cái định thức này mà khác không thì có phải là cái hạng này bằng 3 không đó nè. Đúng chưa? Thì ta tính cái định thức này ra.
định thức này tính rất dễ dàng, nó bằng 2m cộng 2, dùng Sarius chẳng hạn là tính nó ra. Vậy thì ở đây nè, muốn cho u cộng v kép bằng R3, tức là muốn số chiều của u cộng v kép bằng 3 đó, thì có phải là em cần như thế này không? Ta cần cái hạng của A bằng 3, tức là ta cần cái d này khác không? Nghĩa là ta cần 2m cộng 2 khác không, tức là m khác trừ 1. Vậy thì nếu trong 4 phương án vừa rồi họ cho mình á, phương án nào mà m khác trừ 1 thì ta chọn. Vậy ở đây ta chọn phương án D. Các em thân mến, như vậy là trong tiết học này thì chúng ta lại tiếp tục ôn tập được một số kiến thức còn lại của chương 2. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất toàn bộ cái việc ôn tập chương 2 bằng những bài toán trắc nghiệm. Tuần sau chúng ta sẽ qua chương mới, đó là chương ánh xạ tuyến tính. Tôi hy vọng rằng là trong 3-4 tuần lễ vừa qua, với cái việc ôn tập như vậy đã giúp các em nắm vững hơn chương 2 để có thể học tốt hơn chương 3. Bây giờ thì thời lượng đã hết. Xin chào các em. Hẹn gặp các em trong cái buổi học tuần sau.